Tại bang Florida, nơi được cho là sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Irma, các biện pháp chuẩn bị đang được tiến hành trước khả năng cơn bão sẽ đổ bộ vào cuối tuần này. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với anh Phạm Huân, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ để biết thêm những thông tin cập nhật mới nhất về công tác này. Irma là một trong năm cơn bão mạnh nhất tại khu vực Đại Tây Dương trong vòng 80 năm qua và là cơn bão mạnh nhất được ghi nhận ngoài biển Caribe và Vịnh Mexico. Bão Irma ở cấp độ 5, cấp độ cao nhất, được dự báo là cơn bão mạnh thứ 2 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được hướng đi chính xác của bão. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên trang Twitter cá nhân ngày 6 tháng 9 rằng ông sẽ theo dõi sát sao cơn bão. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đã thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Florida, Puerto Rico và Virgin Islands, đồng thời huy động các nguồn lực liên bang cho nỗ lực hỗ trợ thiên tai khẩn cấp. Giới chức tại Florida Keys, điểm cực nam bang Florida, đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với khách du lịch từ rạng sáng ngày 6 tháng 9. Các trường học phía nam bang này đều đã đóng cửa. Người dân tại các khu vực đông dân ở các vùng trũng được khuyến cáo chuyển tới các khu đất cao để đề phòng ngập lụt. Thống đốc bang Florida Rick Scott cho biết, lệnh sơ tán bắt buộc sẽ được ban hành toàn bang nếu bão Irma tiến gần và sóng biển lên tới độ cao 3 mét. Công tác đối phó với bão Irma hiện đang được triển khai, trong khi các hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão Harvey vẫn tiếp tục tại bang Texas và Louisiana. Bão Harvey đã làm gần 50 người thiệt mạng, phá hỏng hàng nghìn ngôi nhà và cửa hàng và làm hơn 1 triệu người lâm vào cảnh không nhà cửa.